Chỉ mỗi người 3 ngày. Nhắc nó tay nghe đừng sao quá Ừ. bà. Tối đi về tự nhiên rủ chân luôn á. Mọi người nhớ là Nói cọc đi vợ là không như chắc nha, là tốt về đi mình đúng không rồi. đeo khẩu trang nữa. Viện viêm họng lại cứ ngát trong mũi luôn. Mà kế hoạch sẽ để giảm 33-34. Đang có khách Tối hôm đó. đó ông tiền ngủ ngon. Ngủ Dạ. giấc tới sáng. Ngon ngủ ngon. Mọi thời gian. Ý là trong một tuần nữa, trong vòng thời gian đặt cọc của chồng tiên là trong tuần hay 10 ngày. Ví dụ giống như mình ra nhà. Nếu họ không hỗ trợ mình làm mùa hay như tuần 10 ngày Cái thì bà phải bây chi. giờ có chồng chồng kỹ sư tiền không nói luôn là kế toán có Đúng rồi, cứ tiền 10 ngày không cái quê đã. chị hả à, bà bây giờ chị đó có thêm ly gì chồng đó không có cái cùng ly gì cái chị ăn năm ly nhiều vô ba tháng năm năm luôn kế toán cái cùng ly em đi không có gì cái chị ăn nhiều vô em nó em với cái Đáng đáng giả vừa 33 vừa 34 có là cơ em chặt hội năm trong gian là giao động. có đâu sự lớn Hồi xưa mà Thì đó em mình ghi 33, em ghi 33 1%, 34 thì 2% đó. Thế giờ khổ hả? Đó. Thì khổ đó Bà chứ nói nó giờ đặt cọc khổ. liền Chứ con luôn có tiền chồng ngon lành. Sao mà đi vậy chứ? Mà nó kiểu bà phải phụ thuộc họ kìa. Ý là nói là đặt cọc thì đặt không đặt cọc Họ thì đặt mấy cọc tuổi trong vòng thì tuần mấy đi tuổi cũng chưa con. còn Bình nhanh mình chi đó rồi phải đặt rồi cọc đi trong vòng tuần đi phải có chồng còn lại còn sáu mươi là đủ hai cho mình nhanh đi vậy ấy là quen thôi chứ thì chị quen lại với họ đó lắm mới có bầu để tiếp chị có bao rồi hả chưa chưa rồi ba đứa con sao thì con chị thỏa dạ. thí rồi đây nhờ nó dành thì phải chịu bên thỏa rồi đó nuôi thôi chứ rẻ Được. dành thì chịu qua đây quá nuôi Mình còn liên lạc ở sao biết bữa có chồng rồi. bên đang hình nó chị nó biết đâu rồi giờ nó Kinh lắm nói chị biết đâu những thai mà trời. Giá thì bỏ con quá đời chứ bao nhiêu là chi đâu. tại mấy người mình thai nhanh Bỏ đi con tự chết. được đời đào hơi đứa đời đào hơi đứa Là cô bỏ hả? là của bỏ á Vừa ăn hôm nay mới có một đứa. đời đào hơi đứa ông đi bỏ đứa Là nam đứa. đời đào hơi đứa ông đi hơi đứa Ngoài rồi hơi đứa kia ở hơi đứa kia một đứa là bà đi ở mới nội một đứa ở bác gì đó là con bé chuyển ở bà nội đi nè nè Mở là theo bà nội đây hả? con bé nó theo bà nội đi Không ở dòng mà máu gì hết mà là theo. bà nội đi là thương con đó luôn nó nhỏ chữ luôn á cái đâu ở bỏ đâu có bà đây được hơi đứa chị hơi đứa nào nhỏ đó cái bà vô Sài Gòn bỏ lái là ăn cung đó rồi câu Con năm gì hết rồi nè. câu câu đời đạo của bỏ chưa có vé đi đâu Mình gia đình để cho giác lên trời. câu nó theo mạng theo mạng xứ nó ở mình nó cũng theo không gì với mẹ Nhân trời con gì mà con tới bữa nói con tới ba ông dữ trời. tính ra mà khổ gì phải sướng nào lần đặng hồi xưa cái mình làm đầu của bá tậu đó thương bá lắm có con nữa là khổ nữa trời mấy người nó dễ đẻ lắm
rất là ngưỡng ngửa lắm chị, nó cho khổ rồi bây. Thì cái gì mình ở mình cho phải. Không cho chị khổ gì nữa. Mình ngâm chị hơn nữa rồi chị. Nhưng con nó cho khỏe. Con mình không cho ăn. Nó không ngốc. Chưa chó rồi trời. Con ở dưới đâu có với cái không biết đồ chi. Con muốn đi nữa ha. Chưa đi vậy đi mà. Nó đi ra đâu chứ. Chứ muốn có chồng có gì đây là. Đó tòa đi không, nó có được cái không này chứ đâu có gì. Còn thèm nữa. Đá gió thiệt luôn. Nó là bốn đứa rồi. Có đá có quá rồi. Có sức. Con quá. Có chị ăn nói với mấy xì à? Nhưng bà có nghề đó cũng sợ đó á. Mà bà dù quá xì, nó lồn lắm. Vô có kiếm chỗ mở lồn rồi mà. Mấy cái tiệm neo đó nó lồn rầu. Chủ yếu có giống rồi. Xinh quá. Phù hồ luôn như bợ mày. Trầu xui nó phù hồ ghê lắm. Vì quê cái quán mấy người ở nhà mình nè, sai cái hồ để hồ nước với đồ á. Ngồi lồn, bởi thấy chi, bởi tự trộn hồ, trộn đồ có sai luôn. Càng dài càng đồ sai cái hồ thẳng tưng ngon lành lắm nghe. Vậy thì bắt đầu có sợ đấu á. Thì đó, đuối với bọn này bắt bây giờ bắt sợ đuối đâu á. Dân miền Tây Sài Gòn về đây mà đi bãi mà. Lồn dai đi bãi. Bãi rừng á hả? Bãi rừng á. Vô rừng nào á. Ừ. Không có cái chị không chơi được cái rừng á. Con nhà cũng lồn. Xiên lắm, nói chung là nhiều quá lắm. Mấy người nó dục đi ra cũng là đứa nào hết rồi. Rồi xiên nữa. Mình ra nhóc là mấy bọn đi mà xe mấy bọn kìa. Gấp 5 rồi. Gấp 5 rồi. Chỉ còn mấy đứa thơ rồi chị chết. Xe nó buồn dễ sợ. Mà ví dụ như mấy người kia bỏ chồng rồi mới theo người khác chứ còn bình thường mà không có cái, còn có chồng rồi là mới không có cái kiểu nữa.